Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục này hướng dẫn các bạn về những câu tục ngữ trong tiếng Anh nhé, những câu tục ngữ trong tiếng Anh ạ. Thì chắc hẳn là các bạn đã học rất nhiều câu tục ngữ rồi, nhưng mà mình sẽ dụng các bạn những câu tục ngữ thường dùng trong tiếng Anh đó, thường dùng trong tiếng Anh và sát nhất với cả ngôn ngữ của Việt Nam đó. Bây giờ các bạn giờ mình sẽ ghi câu tục ngữ đầu tiên nha. Nhìn câu này ạ, câu này này. An ounce of British is worth a barrel of Tory. An ounce of British is worth with a barrel of Tory. Các bạn thử đoán xem câu này có nghĩa là gì ạ? Câu này có nghĩa là gì? British là Việt Nam rồi. Đó. Câu này có nghĩa là trăm hay không bằng tay quen, trăm hay không bằng tay quen nhé. Đó, an ounce of British is worth a barrel of Tory. Trăm hay, đấy, trăm hay không bằng tay quen ạ. Đó, bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Đây, câu tiếp theo ạ. Many hands makes light work. Many hands makes light work. Đó, đó. Câu này các bạn thử đoán xem nghĩa xem của mình là gì ạ? Xem nghĩa này là mình. Câu này một câu rất quen thuộc luôn. Câu này rất quen thuộc luôn. Câu này có nghĩa là lắm vai nhẹ cánh. Nhẹ cánh, lắm vai nhẹ cánh. Nắm vai nhẹ cánh ạ. Rất là hay đúng không ạ? Nắm vai nhẹ cánh. Tiếp theo, mình sẽ đến với câu này. Đây, câu này là you can't keep up with the journalists. Đó, you can't keep up with the journalists. Câu này các bạn đoán xem là gì ạ? You can't keep up with the police. Thật ra ấy, câu này có nghĩa là như sau, đó là anh không thể sống đua đòi,
anh không thể sống đua đòi. Đó, có định nghĩa thế tức là gì? Tức là gì? Đó là chỉ một người mà cứ thích học đòi theo người khác ấy, thì là việc làm rất là lố bịch. Đó, anh không thể sống đua đòi. Thế nên đây, câu này nghĩa là chỉ một người cứ học đòi theo người khác thì rất là lố bịch đấy ạ. Thì người ta sẽ nói là you can't keep up with the wheat. Đó, đó. Tức là bạn không thể mà học theo cái tên Tulip này. Có khả năng là Tulip trước kia ấy là một người đua đòi ấy,